Xét xử 6 bị cáo tỉnh Hất Bồng Lai, bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định độc thân và đang chờ có vợ. Năm bị cáo trong vụ án tỉnh Hất Bồng Lai phủ nhận thân nhân trong hồ sơ mà Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An truy tố. Riêng bị cáo Lê Tùng Vân khẳng định mình độc thân không theo tôn giáo và đang chờ có vợ. Lúc 8 giờ 30 ngày 20 tháng 7, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, Long An do thẩm phán Nguyễn Khắc Linh Duy làm chủ tọa phiên tòa, tuyên bố mở lại phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân đối với nhóm 6 bị cáo ngụ tại nhà Cao Thị Cúc, ấp lập thành xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An, nơi được bị cáo Lê Tùng Vân đặt tên là tỉnh Hất Bồng Lai, sau đó đổi thành thiền am bên bờ vũ trụ. Bị cáo Lê Tùng Vân được bố trí ngồi gần hội đồng xét xử vì bị lãng tay, đồng thời bố trí bà Vòng Kim Hoa, ngụ Đồng Nai thường trú tại tỉnh Nất Bồng Lai, là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, được ngồi gần bị cáo Vân để nghe và nhắc lại cho bị cáo này, nghe các câu hỏi để trả lời. Các bị cáo và bị hại đồng ý với hội đồng xét xử rằng sẽ công khai bản án này sau khi được tuyên trên cổng thông tin tòa án nhân dân tối cao theo quy định pháp luật. Tham dự phiên tòa có ông Hồ Văn Dân, phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Long An, ông Nguyễn Huỳnh Lâm, chuyên viên phòng văn hóa Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Long An. Đây là đại diện của hai sở chuyên ngành đã thẩm định năm đoạn video clip là chứng cứ chứng minh nhóm 6 bị cáo ngụ tỉnh Nước Bồng Lai phạm tội hình sự. Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An cử ông Đoàn Minh Hoàng, điều tra viên đại diện cơ quan điều tra tham gia tố tụng. Thượng tá Nguyễn Sơn, trưởng công an huyện Đức Hòa, tiếp tục đại diện cho tổ chức bị hại là công an huyện Đức Hòa. Phía bị hại là công an còn có một số cá nhân thuộc công an huyện Đức Hòa và công an thị trấn Hậu Nghĩa. Riêng bị hại là ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh và chức sắc trong Phật giáo là Thượng tọa Thích Nhật Từ, Ủy viên Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam trụ trì Chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh và bị hại là Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã ủy quyền cho bốn luật sư đại diện tham gia phiên tòa. Năm luật sư phía bị cáo cho rằng hội đồng xét xử chưa triệu tập đầy đủ những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong khi hai luật sư mới được bổ sung để bảo vệ quyền lợi cho bị hại cho rằng chưa có đủ thời gian nghiên cứu án nên đề nghị tiếp tục hoãn phiên tòa. Trước đề nghị của phía các luật sư, hội đồng xét xử nghị án để hội ý trong khoảng 20 phút và tuyên bố các yêu cầu của phía các luật sư không có căn cứ để được chấp nhận. Thẩm phán Nguyễn Khắc Linh tuyên bố phiên tòa tiếp tục và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân công bố bản cáo trạng truy tố 6 bị cáo tại tòa.